Thế bây giờ có muốn bà sang tên cho cái nhà này với cả cái tiệm tạp hóa này không? Thế nào mặt buồn đấy hả cháu? Mày tươi lên xem nào. Tươi lên. Buồn ngủ bà. Sao mà buồn ngủ? Đi một đêm mà bắt đầu ba nháy, đi mua nháy 30 phút đi chờ buồn ngủ. Đời ơi, có ba cái thì ăn thua gì mà cứ kêu. Ôi thật thì bà ấy không có kẹo với nhìn bật bà cũng không thể nào lên được. Không cứng được à? Không thể cứng. Thế ngày xưa tao trẻ tao biết như thế rồi tao phải đi làm. Bà đi làm mà để nhiều tiền ấy xong là để về già là bà hưởng đấy. Thế bây giờ có muốn bà sang tên cho cái nhà này với cả cái tiệm tạp hóa này không? Có. Thế tối nay phải 6 cái. Ui thôi xin bà ấy. Xin cái gì? Mày có làm được không? Mà mày có biết diện tích cái nhà này của bà bao mét không? Diện tích bao nhiêu bà? 50 mét, 5 tầng, bà mua 16 tỷ đấy. Chưa kể nội thất với cả tiệm tạp hóa này. Đấy, thì có muốn sang tên không? Có. Thì có cố gắng được không? Để cho cố. Thì tối nay là ăn kẹo nhá. Chờ còn 2 viên cũng được. Không, ăn 1 viên thôi là được rồi. 1 viên là cả đêm được rồi. Đêm mấy nháy luôn. Mà mày công nhận ăn cái đấy vào sướng không? Sướng. Đấy, tầm cỡ mà nhìn mặt bà mày còn lên được nữa là không phải nghĩ. Đẹp vậy bà nhỉ. Sang tên nhá. Ok.